Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản gửi Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị hoạt động truyền hình, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các kênh, chương trình về đường dây nóng tiếp nhận, xử lý các thông tin khẩn cấp về tài trợ khủng bố của Bộ Công an. Theo đó, Bộ Công an đã thiết lập đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận, xử lý các thông tin khẩn cấp về tài trợ khủng bố. Cụ thể, đầu mối tiếp nhận gồm địa chỉ liên hệ số 15 Trần Bình Trọng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và số điện thoại đường dây nóng 0967 910 067 và 069 234 1269. Mọi người dân có thể thông tin tới đường dây nóng mọi phản ánh về an ninh trật tự, thông tin khẩn cấp về tài trợ khủng bố.